Semuanya. Layap, layap ya. Anh mua thì mình bán 6 lít được nhỉ. Được, mai lại kiếm cây khác. Vâng, chắc chắn rồi. Riêng cây mà anh thích làm gì có cây thứ hai được. Huynh ơi, cái này đang gờ lại bao nhiêu nhỉ? Hôm trước mới thấy ở bên đấy. Hồi đấy anh nhìn anh kết mà anh không biết làm. Chủ leo chủ chủ nhân này. À, cái này. Vâng. 18 rồi. Bỏ đây cho anh. 18. Cứ để đấy, cứ để đấy, găm đấy. Trước mới thấy ở Cùng Duy. Vừa thấy ở cửa Cùng Duy không kịp xem. Về anh để nguyên thế này rồi. Còn đấy anh trồng. Đúng rồi, mua một tặng một, thứ nhất là mua của anh. Đẹp quá nhỉ. Mua một tặng một. Nay mới được nhìn thấy tận mắt. Cây tặng khác. Có sẵn cây tặng tiền. Kiểu gì tặng. Em về định về luôn à anh? Về luôn à? Đâu anh không về đâu, hiện giờ ở đây ạ. Ôi à. Tí quay lại đây ra xem con ấy của anh cái đã. Này quá nhỉ. Lại cho lên tí. Thế là chỗ ban công nhà anh là cũng gớm bạn đấy chứ. anh có hai ban công, cái có nắng cái không. Cái con này có thể trồng không nắng cũng vẫn được. Nó chỉ cần ánh sáng. Không, đổi thì giảm lại. Đang nào anh mượn 100 mà giảm lại 100 đây. Làm bóng này mà về trên ông thì cũng có đổi bóng. Đây có đối thủ rồi, buồn mê từ sáng rồi. À đây à? Đây cuộn thì bóng. Ghê đấy. Đây xong thì đến. À ông với cây của ông Nhạn à? Cây hơi to. À, rồi, hơi to. To nhìn nuốt hết mẹ cây, nhìn nuốt hết cây. Sao mà cho một cái gì? Anh ơi, cây mỏng thì được rồi nhưng mà nó hơi to. Cái này thả nước luôn. Thả nước luôn à? Thả nước luôn anh ạ. Nó đã bo như thế này rồi. Không cho lên cái cây nghệ thuật thôi chứ thả nước nó không khoái thả nước lắm. Hôm nay giao lưu cả em Hương cái không anh em không thấy duyên đâu. À, đây là của ấy à? Của không, cái này của ông Béo. À vậy. Đấy của mình mà. Của em Hương đấy. À. Cái đơn. Ôi ừ. Anh à, đây tập trung chỗ nào đấy? À, chẳng khi tự nhuộm à? Đi ra đây cả. Vâng, tí em ra đây. Mua xong rồi cứ đứng đây. Đấy, tí em ra đây, ra xem lại. Cái này về kê cái đầu lên một tí anh ạ. Nếu mà xong thì kê cái đầu lên. Đúng rồi, bên này nó xuống tí. Thì nó xuống tí đi, cái này nó đưa vào lên tí. Đúng rồi, thì nó về tâm. Đấy được 400 bạc ấy, bán mua 4 triệu rồi, 400. Ôi à. Đi là mẹ đấy. Mấy chục cái số. Công nhận là mua 400 bán 4,4 triệu. Bây giờ mà anh thứ hai. Thật, bây giờ là anh không. Làm gì không cây thứ hai được. Bây giờ mà mua được của anh Hải nó hơi khó đấy. Quá khó. Chỉ có vào là không có ra. Không có ra, không có đường ra. Ăn một chiều mà. Tỷ hưu đấy. Tỷ hưu đấy. Vâng, nhà ông anh ở chỗ nào em ơi, anh kiếm qua mà. Đây là bóng ạ. Kiếm bậc rồi. Không, quê. Quê lá đẹp đấy. Quê lá đẹp. Lá đẹp đấy. Lá đẹp. Đấy, 44, này là anh không 44. Đẹp, lâu năm rồi anh. Rằm riêng mịt. Đúng rồi, cái khay này nó hơi to, mất cả cây. Đấy, như ông bảo về dựng lại thêm tí này. Con này thay cái chậu đi nhìn nó. Vâng, với lại dựng gách cây đít lên lên tí. Gách đít đúng rồi, cho ra hoành tí. Đấy, cái này nó sẽ về tâm hơn. Cái này nó hơi kéo xuống tí, nó nghệ thuật tí. Hơi con này xuống tí nữa. Ôi giời ơi, về cái lại. Cái của nhà người ta còn không biết, người ta không có dây thép để mà kéo, người ta kéo bằng dây lên này. Kéo dây này mới chuẩn ông. Các cụ xong nó ăn vào đây. Đấy nhưng mà bảo người ta dây thép không có, người ta phải kéo bằng cố tình nhé, dây này nó không bị ăn. Xôn xao quá thôi, ra kia anh. Người xôn xao quá. Đẹp quá. Tí lại gặp nhau đằng kia cái anh nhỉ? Ok. Anh kia. Những con này hay này. Cái xì này.
thay tầm 1.2 thôi, rồi sau này bán 10 triệu luôn. 10 triệu là rẻ đấy. Nhưng mà anh ấy kiểu bán 10 triệu vào thì dễ làm. Không. Ông nào cũng thả đôi trăm vào thì cũng ra được. Dạ. Ông nào cũng có thôi, thiện chí cũng thả đôi trăm vào thì cũng ra. Dễ dàng thì ra. Đôi trăm thì nó ra mấy lần. Thôi. Chúc mừng. Đây à, của chú đây à? Ờ, đấy làm ổng xịt. Nghe nhỉ. Này tí nữa thì được cốt chậu nhỉ. Đây nào, à để đây thì cho mày luôn anh ơi. Không phải to mà việc sáng cái đã. Đây này bao tiền chú? Chân đâu? Ui, một chân cả. Đây, đâu này? Ông này hết rồi, anh tặng. À, từ 3 phiên trước rồi. À ra, à nhưng mà hôm trước nay không đi nhỉ? Đấy. Thôi, chuyển nhượng cho người chơi cho người ta. Không béo ông ấy, 400 thì bán lại cho em là 4 triệu, nhanh không? Có tí buổi sáng. Cái con này bao nhiêu chú? Con này 5 điểm đấy. Cái một ngày thế là 5 điểm. Cắm một tờ này. Thế còn con này? Cho đấy. Con này 12. Đây này. Con này mẹ cân đối lại đây cho lốt này lốt cao. Đây. Cũng xê rồi. Rổ lại chậu thì trừ cho 1 triệu. À, từ của... Đúng không? Đây đấy của chú. Làm nốt đi cho nó xong đi này. Kia là 18 nhỉ. Từ từ, cho này vay với tay gái. Sáng tiền nhỉ, với tay gái. Cho xong đi, rồi gì mà còn lấy ngày mãi. Xong rồi. Trong cái này mà. Đây thì nó chuyện gì từ từ. Cái bài nó không sao. Ừ, mà đi ạ, chứ phải cắm ơi. Con có cho ăn gì đâu, hai vợ chồng con đâu. Lấy lục ra. Ông Cường cũng có con mẹ giống này. Sợ, sợ, sợ. Và. Trước mà nhà ông Cường thấy con na ná này nhưng mà nhỏ hơn tí. Không, Cường Hữu Bằng. Cường Hữu Bằng. Vào đấy nhức nhối phết đấy. Cường với Tuấn. Đúng rồi. Vào đấy đau đầu lắm. Đau đầu. Đây này từ đấy ra này. Kinh điển đúng không? Từ đấy ra này. Hôm em chưa kịp xem thì mất rồi. 18 triệu. Chiều chắc chắn chắc mua. Bắt đầu chắc là có vừa sửa lại tí. Có được rồi. Nhìn ghét thế. Quá nhức nhối. Đau đầu lắm. Nhìn mấy cái món đấy không chịu được. Không chịu được.
trước lấy con đa làng của Cường. Thì bảo là xem cả con này nhưng mà vào thì con này vừa bay trước. Dạ, này là thế đây rồi. Gọi là 450 nó xong. Hôm nay bằng lắm anh em. Đây dòng của nhà này. Chiêu, anh chiêu. Em để cái phôi trên vườn này chiêu nó lên anh cho Hùng chở anh ấy. Đấy, cái phôi của em ấy. Đấy, cái phôi mà đặt anh để em ấy. Con này vừa bảo bao nhiêu phải quên bố. Một chiếc mấy mấy nhà 13 chứ. Bảo 13 cho lỗi. Mẹ thích cái con 18 kia lâu lắm rồi nhưng mà chưa con này ra vâng. Đấy mà lúc mà cháu mà mua thì tầm 11 cùng 1-2 lúc mà ấy, nhưng mà ông anh mua trước không được đến tận nhà thì cây này rồi mà mua đâu cái bằng sồi lên mà căn 52 cây à đấy giờ xa vời quá rồi. Bây giờ nó đã xa vời quá rồi. Dạ. Núi bằng mà. Và bây giờ thì nó xa vời quá rồi. Còn nào? Núi bằng mấy thằng trẻ. Mấy thằng trẻ nó chơi. Trước nó còn nguyên bản nha, chưa đục. Đúng quả chậm một hôm rồi. Chậm hôm. Đi vòng đằng sau để quay cái mặt sau. Đấy. Đây. Còn gọi nữa. Mấy con si này rất khó chịu. Chân móng cái cục. Bút kiếm cắt giật, bút dịt. Thích thế. Thôi, cây cái này thế. Đấy, mấy tên ý sau này hay đấy. Không đơn giản. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số liền tí.